chung là lần đầu tiên á em quen anh này á là gọi là không có ấn tượng gì hết á, mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là anh hỏi em thì em có vô đi, dạo này em đang ế phải không? Cái em quay qua em nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi, lúc này á trai đẹp nhiều lắm. Cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á, mê trai á, nghe là rần rần. Em bay vô liền, em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á, giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. À, người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi mà kiểu thả thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn lúc có đó. Phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chít chát với những phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Thả hết. Dạ, em rồi. Nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật, hay là em có bản đồ không, là anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy, thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương, em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi im luôn chị, em không trả lời. Im một phát, một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai, chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúc cái lớp của em á là được một cái á, là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á. Thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy lôi trái tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không? Thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi tiệc đó là có uống rượu bia không? Dạ không. Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về đúng không? Dạ, kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó nè. Rồi, kiểu này vô rồi. Vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga, nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cũng tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái trong cái lòng em á là em nghĩ là thì lỡ vô nằm giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về em mới tức. Em tức luôn, mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng như thế sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng em tới luôn. Sáng dạ rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt, chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi.
đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết hết đường hết đi về tới nhà đâu, đưa tới nửa đường ổng quay đầu xe ổng bay về luôn rồi. Ổng xa quá. Em rồi em nói thôi giờ nhà em có việc thôi anh về trước thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất á là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á em thấy da giờ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng rất quớt quá ha. Không có gì dài em quá. Dạ. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách bạn, cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái vấn đề đó. Em không công công. Dạ, đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi, sao tao nhìn mày giống bê đê quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má. Đó. Môi đỏ chói à. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa. Cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á. Nó có 50-50 hay không á? Dạ, xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần. Giận hơn? Dạ. Ổng có một bạn rất là thân, thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài à. Người đó nhắn, ông này trả lời. Mà mình thì nhắn tin cho ổng á, thì ổng không có trả lời liền đâu. Thủng thẳng không trả lời. Dạ, đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là, anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia, lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp mà, và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu. Anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ, bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, hả? Dạ, nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó, thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ, em còn 98%, còn 2%. Nghĩa thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa, nhưng mà là em có, lúc trước khi yêu á, là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Dạ em cứ nói chút nữa, gần tới anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà. Có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ, lúc đó em thấy rất là háo hức. Em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ, thú vị. Thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu. Vỏ lãi đó. Dạ, ghe vỏ lãi như cái xuồng. Dạ, cái xuồng ba lá em nhắc nè. Bắt đầu em bị tuột cảm xúc, bị hụt hẫng luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cái cha cái ông, cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ. Mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ. Nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè, mình phải đặc biệt với mình rồi đó. Mình phải chở che. Dạ. Phải bảo bọc. Cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm có đó. Em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% có nghĩa là gì nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ. Cái phần gì biết không? Bốc phốt nè. Bốc phốt, bốc phốt. Dạ. Đang bị gặp mặt đó. Sao Sang? Có tật xấu gì không Sang? Thú vị lắm nè. Tật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa. Mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi. Thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á.
trả giá hẹn giờ cũng mà chút đi để từ từ đó. Mà từ từ là không có làm mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm. Có gì thật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm, là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm, như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen, ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á, thì Facebook của em á, coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, coi như lắm là không hết. Có giảm tương tác á. Hình em đăng thì dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đâu. Dạ dạ, cũng tầm tạm vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy, ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia sáu múi, to con vậy nè, ổng đòi hẹn, ừ mày ra đây đi, tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy nó ra đấm một phát, một nằm sách, xả lai luôn. Là ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu của ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ. Kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á, vịnh cái tay vô tường cũng cho nữa. Sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm. Lèm bèm á, bị bệnh lèm bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á. Rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được, ổng chạy vòng cái nhà vậy đó. Rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được. Đó, cú tính. Dạ, thì nhiều khi á, mình quẩn á, mình đứng, mình coi tivi á, thì á, ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á, mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm, cái liếc qua ông bên. Rồi chuẩn bị chạy ngược, chạy vòng cái nhà mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi, mộng ghen. Cái này ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cách cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là 2 ngày là đi ngang nhau, là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó. Rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ mới bệnh. Chừng nào mơ mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu mơ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không có không? Có, ngủ nằm kế em mà kêu nè, mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu ngồi vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lèm bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được rồi, đâu. Bớt cái lèm bèm đi đúng không? Em cũng mong là trên chương trình này anh bớt, anh lẩm nhảm giùm em đi. Tại vì á, có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lẩm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? À, em với vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á, là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực. Với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á, thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Chứ bình thường ăn cơm cơm tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá. Dạ 13 tháng nó chạy nhảy dữ lắm. Rồi. Đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á, thì mong muốn được ăn cơm của vợ nó. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm của vợ nó. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á, là hành hạ em dữ lắm. Đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi, sai mà giống như là một con ở vậy đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ, là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết. Từ khi mà dạ. Từ khi lấy về là
nó bị lật kèo. Nó bị lật ngược thế cờ dạ, đúng dạ. không? Là mọi thứ là em làm hết. Ừ. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe. Và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp là nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều. Dạ.